Chào mừng các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Tiết học này là tiết toán của lớp 4, bài phép trừ, trang 39. Để bắt đầu vào tiết học, thầy sẽ cho các em xem một đoạn phim hoạt hình nhé. Để chúng ta giải trí trước khi bắt đầu vào buổi học. Oh, it's about to start. You ready? Ready. Popcorn? Butter. Nachos? Cheese. Root beer with red licorice straw? Right here. Maybe it's time we made our new movie. Good idea, Scoob. But first we need a trailer. Can you do the trailer guy voice? Well, let me give it a shot. In a world destroyed by evil, discover the epic origin story of the greatest team of heroes in the history of mystery. Not bad. Nailed it! Ah! Oh. Hey! Ah. This mangy stray's coming with me. He's not a stray. Okay, then. What's his name? His name's Scooby. Middle name? Doobie? Last name? Do. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. I love it. Through the darkness, I'll never take it off. Like the wind, we'd be wild. Maybe don't do that again. I'm Fred. This is Velma. Hi. And that's Daphne. Hey. I'm Shaggy. And this is Scooby-Doo. Nice to meet you. Hello? Whoa. Shaggy and Scooby were taken? Do you realize where we are? No. Look around, man. The clean, modern aesthetic, the cool blue color palette. We're in IKEA. The Falcon Fury. Did you say IKEA? Nope. I said Falcon Fury, just like you. Maybe this can lead us to Scooby and Shaggy. Trace amounts of mustache oil, 12-year-old scotch. Ugh. Is the bad guy my dad? Để học tốt bài học ngày hôm nay thì các em cần phải luyện tập các phép tính trừ trên giấy nháp hoặc vào bằng bảng con. Yêu cầu cần đạt của bài học này là có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, biết đặc tính và biết thực hiện phép tính trừ có nhớ và không nhớ có đến 6 chữ số. Yêu cầu thứ hai, thực hiện tốt phép tính trừ có nhớ và không nhớ có nhiều chữ số. Bây giờ thầy có phép tính trừ, bây giờ các em hãy nêu tên các thành phần trong phép tính trừ này. Đứng trước dấu trừ được gọi là số bị trừ. Đứng sau dấu trừ được gọi là số trừ. Kết quả của phép trừ được gọi là hiệu. Bây giờ các em và thầy cùng nêu cách thực hiện phép tính trừ nhé. Muốn thực hiện phép tính trừ, ta làm như sau. Đặc tính, viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng, viết thẳng cột với nhau, viết dấu trừ và kẻ gạch ngang. Khi tính, trừ theo thứ tự, từ phải sang trái. Bây giờ ta có phép tính trừ. 865.279 trừ đi 450.273. Bây giờ các em cùng theo dõi coi chúng ta đặc tính như thế nào nhé. Sau khi ta đặc tính, sao cho thẳng hàng và ngay cột với nhau, bây giờ ta mới bắt đầu trừ. 9 trừ 7
bằng 2, viết 2. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 8 trừ 4 bằng 4, ta viết 4. Vậy kết quả của phép tính trừ này là 415.042. Tiếp đến ta sẽ có một phép tính trừ như sau: 647.253 trừ đi 285.749. Bây giờ ta sẽ đặt tính. Viết số hàng này dưới số hàng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau. Sau đó viết dấu trừ và kẻ ngang. Tính thì ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 3 trừ 9 không được, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4. Viết 4, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 2 trừ 7 không được, ta lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 4 trừ 8 không được, ta lấy 14 trừ 8 bằng 6. Viết 6, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Vậy, kết quả của phép trừ là 361.504. Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em hai bài toán trừ, đó là bài A và bài B. Bây giờ, các em hãy nêu sự khác biệt của hai phép tính trên. Đây là phép tính trừ không nhớ. Còn đây là phép tính trừ có nhớ. Như vậy là các em đã được thầy hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện phép tính có nhớ và không nhớ có đến 6 chữ số. Đến phần luyện tập và thực hành, các em sẽ làm bài tập 1. Thầy sẽ hướng dẫn một bài, còn 3 bài các em sẽ làm vào vở. Bài này người ta yêu cầu như sau: đặt tính rồi tính. Như vậy, cách đặt tính như sau: viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ và kẻ ngang, rồi ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Như vậy, kết quả của phép tính trừ như sau: 204.613. Các em lưu ý, khi ta đặt tính, ta viết các số cho nó ngay cột. Nếu ta viết không ngay thì rất là khó trừ và trừ dễ sai. Bài này yêu cầu bài là kêu chúng ta tính. Như vậy, ta đặt tính ra nháp, sau đó viết kết quả vào. Rồi, như vậy là thầy sẽ hướng dẫn cho các em mẫu một bài cách đặt tính. Còn về phần tính thì các em vẫn phải tính, sau đó ta ghi kết quả vào. Vậy, hai bài này các em sẽ làm vào vở. Bài 3 là bài toán có lời văn. Bài cho: quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1.315 km. Yêu cầu của bài: tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, 1.730 km. Còn đây là quãng đường từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1.315 km. Còn đây là quãng đường từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh mà bài yêu cầu chúng ta tính. Như vậy, qua phần gợi ý và hướng dẫn của thầy, các em sẽ làm bài tập này vào trong vở. Để học tốt tiết học sau, các em cần chuẩn bị bài luyện tập trang 40, sách giáo khoa toán 4. Bài luyện tập có 3 yêu cầu cần đạt là: thứ nhất, biết thử lại phép trừ bằng phép cộng và ngược lại.
Thứ hai, thực hiện tốt phép trừ có nhớ và không nhớ có nhiều chữ số. Thứ ba, thực hiện tốt các bài tìm x. Tiết học đến đây đã kết thúc. Chúc các em làm bài tốt. Khi các em làm vào trong vở nhớ trình bày cho sạch đẹp. Và nhớ thực hiện quy tắc 5K nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết sau.